cùng nắm chặt tay nhau tiến về phía sân khấu hạnh phúc, phía sân khấu tình yêu. Và trên đôi môi của họ đang nở những nụ cười đó tràn đầy tình hạnh phúc, tràn đầy tình yêu thương của gia đình nhỏ, phải không ạ? Vâng ạ, xin mời hai vợ chồng trẻ ạ, hãy cùng nhau đứng phía giữa sân khấu đi ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, quan khách khách quý thân mến, quả thật đúng là nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, và tần tàu sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cuộc đời của con. Và ngay giây phút ở đây, Thánh Du xin trân trọng kính mời các bác đại diện của hai bên gia đình chúng ta hãy cùng nhau trở lại sân khấu hạnh phúc, sân khấu tình yêu, cùng đứng sát người con thân yêu của mình, đó chính là chú rể Chí Công và cô dâu Hồng Nhung. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời các bác đại diện hai bên gia đình của chúng ta. Nhung xin được trân trọng kính mời các bác hãy cùng nhau trở lại sân khấu hạnh phúc, sân khấu tình yêu. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Mai nữa này tái mai nữa, hôm mai văn nói nữa nhớ đồn đảo này nữa. Xin về phía phái đoàn nhà trai nữa. Vâng ạ, phái đoàn nhà trai ạ, bác trai đâu ạ? Chắc lại phú mỹ lục pha gửi cho nó là nhắc đồn đảo. Vâng, kính thưa tỷ quý vị, quan khách khách quý thân mến, và ngay từ phút ở đây xin được trân trọng kính mời tỷ quý vị hãy cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu hạnh phúc, phía sân khấu tình yêu. Và ngay giây phút ở đây trên sân khấu của chúng ta đã có đầy đủ chú rể Chí Công, cô dâu Hồng Nhung của các bác đại diện hai bên gia đình. Và ngay giây phút này đây ạ, những tràng vỗ tay của tỷ quý vị ạ, một tràng pháo tay thật to đó quý vị ơi. Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều. Để đáp lại tấm tâm thành đó của tỷ quý vị, quan khách khách quý xin được trân trọng kính mời cô dâu, chú rể cùng các bác đại diện hai bên gia đình chúng ta hãy cùng nhau cúi chào một cái cúi chào thật sâu gửi tới tỷ quý vị, quan khách khách quý của mình. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, quan khách khách quý thân mến, và thưa tỷ đại gia đình chúng ta cũng đã đợi chờ cô dâu chú rể của các bác đại diện hai bên gia đình chúng ta vào một khoảng thời gian khoảng 20 phút rồi phải không ạ? Kính thưa quý vị, quan khách khách quý thân mến, quả thật đúng là yêu và được yêu đó là một món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Để rồi chú rể Chí Công và cô dâu Hồng Nhung của chúng ta cũng đã vượt qua một tình bạn chân chính để rồi đến với một tình yêu vĩnh cửu, và để rồi ngày hôm nay đôi dòng trẻ của chúng ta đã cùng nhau trở về một mái ấm gia đình. Kính thưa quý vị, quan khách khách quý thân mến, được sự vun vén tác hợp của hai bên gia đình, đặc biệt được sự cho phép và nhất trí của chính quyền hai bên sở tại, cũng rất đồng sự đồng lòng toàn thể quý vị quan khách khách quý có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, quan khách khách quý thân mến, hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2023, tức ngày 16 tháng 2 năm Quý Mão, tại duyên hôn của gia đình hoàng tộc nhà trai bản Pát, xã Triềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, ban ekip chương trình chúng tôi đến từ nhà dạp Trung Thương xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi trẻ chú rể Chí Công sánh duyên cùng cô dâu Hồng Nhung chính thức được bắt đầu. Và những tràng vỗ tay là đẹp quý vị đó ạ, một tràng pháo tay thật to, ông cần công bố sừng nhão của mẹ Minh Đồng ơi. Và nghe xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin thích lại bò mẹ bên nòng gác sườn và sức mới và sườn nhạc sườn pháo kẹo có sườn tóc mưa có thích lại bò mẹ bên nòng trong lèo cho nị đồi phở miếng máu Chí Công có bà Hồng Nhung và lại xóa phép lại ó nà khai tà hoặc thích lại bò mẹ bên nòng gác sườn hấp của nè bò mẹ bên nòng ơi cho nị sức khỏe có thật rút thắng ban tổ chức có bà mỹ sàng gần xưa có sọ chúc bà đồi phở miếng máu Chí Công có bà Hồng Nhung sòng nhiều thường hàng mỹ đi xiềng cựt áo khẩu cửa liềng có mỹ lủ sòng côn nắp bò mẹ bên nòng ơi chúc cả đồi phở miếng máu nị lèn sữa nà lèn pha mặn tè nắp bò mẹ bên nòng ơi còn những sức mới bà tiếp vào tòi vai cổ chiếc ngay mình đi xúc khỏi cổ chiếc này sáu phép tàng nà tàng tà sòng vương sòng phà quốc gia tàn ai còn chỉ biết sòng sàm sòng sàm khót bài tạc về họ tức lại bò mẹ pin ong tại nắp bò mẹ pin ong ơi trên tay lại bò mẹ pin ong hạc sườn đổi phía mép mới Chí Công Hồng Nhung cò lầy mặc mền quén quan cần cò lầy hừng hình đều cho nị sòng vương sòng phà quốc gia tàn ai xúc khỏi cổ đang tổ chức mù lì vết chăn mưa sắn vết chép mưa lẹp chép tì đổi phía mép mới biển cù suốt đồi cho nị cửa sổ lời phép ót hạ khai tà họ tức lại bò mẹ pin ong cho nị xúc khỏi cái này hiện lại bò mẹ pin ong ơi và có cần
đáy nắm nửa sửa lì biểu kiện ảo cản quất bịa bác cản bất trong bao trong cười tới tương tế rào xúc khỏi chân nhị xúc khỏi của muôn lại bồ mẹ pin ông ơi còn mất mi sang ngàn xưa sau đây tăng nà tăng tà đối với mọi trí công hồng nhung tăng nà tăng tà sóng phương sóng pha phú gia tán ai sau đây dọn cảm ơn tết lại bồ mẹ pin ông hao chúc hòa tết lại bồ mẹ pin ông bản cuống hao bồ mẹ pin ông bản tử nát nửa xúc hải xúc em xúc bò xúc mẹ và cầu cản mi in mất muộn trong bao trong cười tới tương tế rào xúc khỏi đang nàng ỏm bắt lẩu bắt khẩu chúc hòa tết lại bồ mẹ pin ông hao dệt sang lầy cày sang pin ăn hải nhá mi ăn đi hà lầy chúc hòa lại bồ mẹ pin ông hao phù lầy bệ ca cò lầy ngân hán khai quán cò lầy ngân kèo teo tang cả hầm mi lại ăn hù nữa bồ mẹ pin ông nữa. Vâng, kính thưa tỷ quý vị quan khách khách quý thân mến, vừa rồi một số lời tâm sự khánh dư thay mặt cho hai bên gia đình đã gửi tới tỷ quý vị quan khách khách quý của chúng ta rồi phải không ạ? À? Và ngay giây phút này đây, giây phút trang trọng, giây phút hạnh nhất, phúc nhất của chú rể Chí Công và cô dâu Hồng Nhung ạ. À. Xin mời chú rể hãy nắm chặt tay cô dâu cùng tiến lên phía trước một bước nhỏ được không ạ? À? Và ngay giây phút này đây, Khánh Du xin được trân trọng kính mời những món quà của hạnh phúc, những món quà của tình yêu của hai bên gia đình sẽ dành tặng cho đôi vợ chồng trẻ của chúng ta. Một lần nữa xin được trân trọng và kính mời. Và Khánh Du xin trân trọng kính mời gia đình anh chị Hải Hồng nữa hãy dành tặng những món quà hạnh phúc, những món quà của tình yêu để dành tặng cho vợ trẻ Chí Công và Hồng Nhung chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Cú suốt đồi cằn, lầy biên phùa, biên mía, chân đi ái em sọc phương sọc phà, phú già tà nai, có ai ửi ai, có nhắc mi tuốc khen, bèn xót, bè tặng hà lùa tàu, cùng chân ai mê đi, có muôn lại phò mê, biên ỏng ơi, có nhớ sức mê phà, khánh dục với tay sáu phép, tăng nà tăng tà, đồi phú biết mở, trí công của Hồng Nhung, tài nát phò mê, biên ỏng ơi, ơn tàu bò là, cánh mê là, có chắc chào sẵn mây nho, ơn tàu mê banh, chào sẵn mây nhong, chân đi, chi sò sòng, quám tạc đều chi sò chúc bùn sơn, chúc phà co, vĩnh an bát kiếp, nhá chúc lầy của hai, bay mò lại rong, voi biển lắc tông phần gành vương nước sờ trời gọi biển huệ nằm nòi hở lù là hát tắc kiền giòn lưng tề na bò mè bên đồng ơi chúc hở chúc mải xúc em xúc bò xúc mè sóng phượng sóng phà phú già tán ai chắc là cò hảo hẳn xiềng sờ diệt sằng lầy cày sằng pì nước sóng ải sóng êm chú phủ chú cô nơ. Vâng, kính thưa tỷ quý vị quan khách khách quý thân mến, vừa rồi là những món quà của hạnh phúc, món quà của tình yêu của hai bên gia đình đã dành tặng cho bông trẻ phải không ạ? À? Và ngay giây phút này đây, xin mời chú rể Chí Công ạ. À. Vâng ạ, à, chú rể có món quà hạnh phúc, món quà tình yêu sẽ dành tặng cho người vợ thân yêu của chú rể không ạ? Vâng ạ, à, xin mời chú rể ạ, à, hãy dành tặng món quà của chú rể dành tặng cho cô dâu được không ạ? Vâng ạ, à, xin mời chú rể và cô dâu ạ. À. Vâng ạ, à, rất là tuyệt vời phải không ạ? Một tràng vỗ tay thật to quý vị ơi. Vâng ạ, à, chú rể trang nhẫn cô dâu chưa ạ? Chưa ạ, vâng xin mời chú rể hãy và cô dâu tiến lên phía trước một bước nhỏ ạ. Xin mời chú rể hãy dành cặp nhẫn yêu thương của tình yêu, của hạnh phúc chú rể đã cất giữ bấy lâu nay để dành tặng cho cô dâu Hồng Nhung của chú rể. Xin mời ạ. Và thưa quý vị quan khách hãy cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu tình yêu và những tràng vỗ tay đó rồi ạ. Một tràng pháo tay thật to. Bà mẹ pin ông ơi, áo cắn tôm mư sườn nhớ nơ, tôm sườn bền tạch tạch như sân bỉ suối mư thật chết bà mẹ ơi. Vâng ạ, à, xin mời cô dâu hãy đeo chiếc nhẫn con này ạ. À. Vâng ạ, à, quá nhanh phải không ạ? À. Một tràng vỗ tay thật to đó quý vị ơi. Vâng, kính thưa tỷ quý vị quan khách, chưa đợi MC dẫn hết chương trình mà cô dâu chú rể đã đeo tọt chiếc nhẫn vào tay của nhau phải không ạ? À. Rất là tuyệt vời phải không ạ? À. Vâng, kính thưa tỷ quý vị quan khách khách quý thân mến, chiếc nhẫn trao tay là hàng ngàn nỗi nhớ và chiếc nhẫn của chúng ta không có điểm đầu và điểm cuối, cũng như tình yêu của đôi vợ trẻ của chúng ta sẽ cùng nhau dành tặng cho nhau đến cuối cuộc đời phải không ạ? À. Một lần nữa, một tràng pháo tay hạnh phúc dành cho cô dâu chú rể được không ạ, à, quý vị ơi? Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. À. Và xin mời chú rể Chí Công hãy nắm chặt tay cô dâu tiến về phía tháp ly tình yêu nữa được không ạ? À? Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. À. Và xin mời chú rể ạ, à, hãy cầm chai rượu thứ nhất lên trên tay ạ. À. Vâng ạ, xin mời chú rể ạ, à, hãy xóc chai rượu mạnh đến trước đi ạ. À. Vâng ạ, à, mạnh mẽ nè chú rể ạ. À. Y là quá phù pạc phù hành à, côn khảnh vượt vào được chú rể ơi. Vâng ạ, xin mời chú rể ạ, hãy tháo xé bỏ chiếc tem Made in Việt Nam, xin mời ạ. Vâng ạ, tháo bỏ chiếc khóa sắt đi ạ. Xin mời chú rể hãy nhẹ nhẹ khui chiếc nắp chai rượu champagne ạ. Dùng ngón tay cái đi ạ, sức mạnh của ngón tay cái ạ, xin mời ạ. Rất là thành công phải không ạ, xin mời cô dâu chú rể cùng nhau chung tay do lên tháp ly tình yêu, xin mời ạ.
Vâng, xin chào quý vị quan khách, hãy cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu hạnh phúc, sân khấu tình yêu. Ngay giây phút này đây, chú rể Chí Công và cô dâu Hồng Nhung của chúng ta đang cùng nhau tay trong tay rót những chai rượu của hạnh phúc, chai rượu của tình yêu. Vâng, xin chào để đại gia đình chúng ta đang được chứng kiến những dòng rượu hồng đã chảy trên tháp ly. Đó chính là những tình yêu của đôi trẻ dành tặng cho nhau, hòa quyện của những làn khói trắng lan tỏa. Đó chính là tình yêu của đôi trẻ dành tặng cho nhau trong trắng đến ngần nào, phải không ạ? Và vẫn tiếp tục là chú rể xin mời hãy đến với chai rượu thứ hai ạ. Xin mời chú rể ạ. Vâng ạ, lắc đi ạ. Vâng ạ, lắc thân mạnh đi ạ. Vâng ạ, MC vào lắc thì chú rể gì ạ, sóc ạ, chắc là quen rồi phải không ạ? Xin mời cô dâu, cô dâu ạ, hãy cùng chú rể khui trên nắp chai rượu sông banh thứ hai được không ạ? Vâng ạ, tay trong tay được không ạ, xin mời ạ. Vâng ạ, bây giờ xin mời chú rể hãy khui trên nắp chai rượu sông banh thứ hai ạ. Vâng ạ, nhẹ nhàng thôi chú rể ạ, rất là thành công mình ạ. Xin mời cô dâu chú rể hãy rót một ít rượu lên tháp ly tình yêu ạ. Và xin mời cô dâu chú rể hãy dành phần rượu còn lại để rót lên 6 ly trên bàn tiệc, xin mời ạ. Xin đi lại, bò mè bên ông hạc xương, quan trên lang tay lại cái kiên mà bao, cùng ải liền cô chưa lán phú phà, cùng em liền có nằm chưa nằm thét sờ bể nhớ, hao cầu bất kể mới lại cùng ải ó em xình tay nát xô mơi, chân đi nổi phối miếng máy trí công, Hồng Nhung, có lại bình cù suốt đồi, có lưng xì ải ó em xình chào, chân đi có chi mi chén lào nòi nừng sáu tạc sáu nho, hở sóng ải sóng êm tay na, sau lại chân mơi đổi phối miếng máy, nho chén lào hở sóng ải sóng êm. Xin mời chú rể hãy nâng ly rượu của cho các bác bên phía phái đoàn nhà gái và cô dâu xin nâng ly rượu của các phái đoàn nhà trai ạ. Xin mời chú rể hãy nâng ly rượu cho người vợ thân yêu của mình được không ạ? Và xin mời cô dâu chú rể cùng các bác đại diện hai bên gia đình hãy cùng tiến đến để chạm ly với nhau ngay trên sân khấu này được không ạ? Và ngay xin mời hai bên gia đình nữa. À xóm ơi ạ, ta em nay cặp phủ em xa qua phải cười túm chén lầu cả nữa. Vâng, kính thưa để quý vị quan khách, khách quý thân mến và toàn thể đại gia đình chúng ta đã cùng nhau trở lại với duyên hôn của gia đình hoàng tộc nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay giây phút ở đây, Khánh Du xin được trân trọng kính mời các bác chốt 2 3 ảo hành nơ phơ mẹ bình hồng nơ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị ạ. Ôi xung người ơi, toàn thể đại gia đình chúng ta đã cùng uống chung vui với cô dâu chú rể của các bác đại diện hai bên gia đình. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Và ngay giây phút ở đây xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể của các bác đại diện hai bên gia đình hãy cùng quay sang để bắt tay với nhau để siết chặt mối tình thông gia của hai bên gia đình. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị và khách quý thân mến, và ngay giây phút này đây, hai bên gia đình chúng ta đã cùng bắt tay với nhau để siết chặt mối tình đông gia của hai bên gia đình. Và Khánh Du xin được kính chúc mối tình đông gia của hai bên gia đình sẽ ngày càng keo sơn thắt chặt gắn bó hơn. Và ngay giây phút này đây, xin mời cô dâu chú rể cùng các bác đại diện hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng nhau trở về từng bàn tiệc để cùng nhau nâng những ly rượu chung vui với toàn thể đại gia đình. Xin được trân trọng và kính mời. Gia đình công nếu mâm nào chúng ta thiếu rượu rồi, hãy cùng nhau liên hệ với các bác phục vụ tiếp tân tiếp đón để có những ly rượu của hạnh phúc, ly rượu của tình yêu để chúc phúc cho đôi vợ trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa để đại gia đình thân mến, và một lần nữa để Khánh Du cũng đã thay mặt cho hai bên gia đình nói lời cho chú rể Chí Công và cô dâu Hồng Nhung xin được trân trọng và cảm ơn tất cả quý vị quan khách, khách quý của liên hoan đò hai nhà của chúng ta đã cùng nhau bớt chút thời gian và ngọc quý báu của mình cùng nhau trở về đây để chúc phúc cho đội bóng trẻ chúng ta. Một lần nữa xin được kính chúc tất cả quý vị quan khách, khách quý của chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là dồi dào, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Kính chúc tất cả đại gia đình chúng ta có một buổi tiệc thật là ngon miệng. Và Khánh Du xin được thay mặt cho hai bên gia đình nói lời cho chú rể cũng xin được trân trọng cảm ơn các bác tiếp tân tiếp đón hậu cần của hai bên gia đình chúng ta đã cùng nhau trở về đây từ tối đêm qua để cùng nhau chuẩn bị mâm cơm, mâm cỗ, bàn tiệc để chào đón tất cả quý vị quan khách. Kính chúc các bác phục vụ tiếp tân tiếp đón hậu cần của chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là dồi dào, luôn luôn thành công trong cuộc sống, phải không ạ? Và kính thưa để quý vị đại gia đình thân mến, và vẫn như mọi khi, phải không ạ? Và ngay giây phút ở đây chính là 30 giây dành cho quảng cáo, phải không ạ? Và kính thưa quý vị quan khách, khách quý thân mến, những quý vị quan khách, khách quý nào chuẩn bị đón giao hiền diệt hào hay mừng tân gia cần một không gian ấm cúng tổ chức sự kiện như ngày hôm nay, phải không ạ? Hãy cùng nhau